À, trong buổi tối ngày hôm nay thì bác sĩ Huyền muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị và đặc biệt là các anh em về một chủ đề rất là hot và được rất nhiều quý bệnh nhân là các anh em ở trung tâm quan tâm và mong muốn được biết đó là gì ạ? Tình trạng xuất tinh sớm có phải là yếu sinh lý hay không? Và những cái biện pháp nào, những cái bài tập nào chúng ta có thể khắc phục được tình trạng này một cách hiệu quả? Thì trong cái chủ đề livestream này thì bác sĩ Huyền sẽ chia sẻ sâu cho quý vị về vấn đề xuất tinh sớm và cái tình trạng yếu sinh lý để chúng ta có thể hiểu đúng. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Việt Anh. Xin chào bạn Nguyễn Thanh. Chào Lan Anh, chào Thu Hà nhé. Ngày hôm nay bác sĩ Huyền sẽ chia sẻ cùng với quý vị về xuất tinh sớm có phải là yếu sinh lý hay không? Và những cái bài tập nào chúng ta có thể áp dụng để có thể điều trị hiệu quả tình trạng chúng ta đang bị xuất tinh sớm? Chúng ta hãy đợi thêm một chút nữa và có thêm người xem đông hơn thì bác sĩ Huyền sẽ bắt đầu nhé. Ngày nay thì bác sĩ Uyên đã có một tờ photo như thế này đã chuẩn bị để có thể giải thích thật cụ thể và chi tiết cho quý vị và cũng có một bài tập để tập luyện rất là hiệu quả trong việc điều trị xuất tinh sớm. Mong là các anh có thể hiểu đúng về bài tập này để chúng ta có thể thực hiện và cải thiện sớm được tình trạng mà chúng ta mắc phải. Tôi cũng đã nhìn thấy bạn Phạm Tư. Xin chào bạn Phạm Tư nhé. Có rất nhiều anh em khi mà gọi điện đến hỏi bác sĩ Yên rằng là bác sĩ Yên ơi, khi mà em quan hệ với vợ hay là với đối tác thì chỉ được 2 đến 3 phút thôi thì có phải xuất tinh sớm không? Hay là em được 5 đến 7 phút thì có phải là xuất tinh sớm hay không? Chúng ta sẽ cùng giải đáp tất cả những câu hỏi đó trong chủ đề ngày hôm nay. Có một số anh em thì có hỏi bác sĩ Yên rằng là bác sĩ Huyền ơi, em thấy ở trên mạng người ta ghi rất nhiều về những cái bài tập như là Kegel, tức là nói rằng bài tập này rất là hiệu quả, nhưng mà em tập mãi thì em chẳng thấy hiệu quả ở đâu cả. Lý do vì sao vậy? Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là việc chúng ta tập luyện có đúng hay không và cái cách chúng ta tập luyện như vậy là đã đúng hay không. Xin chào bạn Hồng Minh. Bạn Hồng Minh hỏi rằng quan hệ 2 đến 3 phút có phải xuất tinh sớm không ạ? Thưa bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Minh nhé. Ngay sau đây thì bác sĩ Huyền sẽ chia sẻ cho Nguyễn Hồng Minh xuất tinh sớm là như thế nào và sẽ trả lời câu hỏi của bạn rằng 2 đến 3 phút thì có phải là xuất tinh sớm hay không? Được chưa ạ? Bác sĩ Huyền cũng đã thấy có đông người hơn vào xem livestream tối hôm nay rồi nên bác sĩ Huyền sẽ bắt đầu chia sẻ buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trong livestream hôm trước thì có một anh em thì đã hỏi tôi rằng là em bị xuất tinh sớm thì có phải là yếu sinh lý hay không? Thực chất thì đây là cái câu hỏi mà rất nhiều anh em đã hỏi bác sĩ Huyền và bác sĩ Huyền thấy được rằng là gần như các anh em chúng ta đang bị trộn lẫn và nhầm lẫn giữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm. Thế thì yếu sinh lý là như thế nào và xuất tinh sớm là như thế nào? Quý vị hình dung là yếu sinh lý chúng ta có thể gọi là gì, là một cụm từ dân gian, một cụm từ dân dã chúng ta vẫn thường hay nói vui với nhau đó. Yếu sinh lý thì trong y khoa nó không phải là một cái chẩn đoán cụ thể về một cái bệnh nào cả, mà chúng ta có thể hiểu đơn giản là nó là tổ hợp của 4 cái yếu tố. Thứ nhất là rối loạn cương dương, thứ hai là có sự rối loạn về xuất tinh, thứ ba là có sự rối loạn về khả năng tình dục, và thứ tư là có cái sự suy giảm về ham muốn. Tổ hợp 4 cái yếu tố này thì chúng ta đều gọi chung hết theo dân gian là yếu sinh lý. Thì rối loạn cương dương nghĩa là gì? Nghĩa là dương vật cương lên không đủ cứng, hay là gì, hay là khi mà đang quan hệ thì tự nhiên là bị xìu chẳng hạn. Đấy chứ? Rối loạn về xuất tinh thì có thể là gì ạ? Có thể là xuất tinh sớm. Được chưa? Hoặc là tình trạng xuất tinh bị kéo dài, nghĩa là gì, quan hệ rất lâu nhưng mà lại không thể xuất tinh được. Được chưa? Hay là gì, xuất tinh ngược vào trong hay là xuất tinh ra máu chẳng hạn,
Đó thì đó là sự rối loạn về xuất tinh. Tiếp theo là gì ạ? Là nói đến rối loạn chức năng tình dục. Tức là rối loạn chức năng tình dục nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà đã quan hệ rồi và đã xuất tinh rồi nhưng lại không đạt được cái khoái cảm như mong muốn. Đó. Và tiếp theo là giảm ham muốn. Tức là gì ạ? Chúng ta cảm thấy không còn có sự ham muốn nhiều về vấn đề ân ái hay là quan hệ tình dục. Được chưa? So với trước đây thì được gọi là giảm ham muốn. Đó. Vậy thì tình trạng xuất tinh sớm có được gọi là yếu sinh lý hay không? Bác sĩ Huyền xin trả lời là tình trạng xuất tinh sớm có thể được gọi là yếu sinh lý. Vì xuất tinh sớm nằm trong cái cụm từ, trong cái khái niệm của yếu sinh lý. Tuy nhiên, đối với yếu sinh lý, khi xuất tinh sớm thì nghĩa là yếu sinh lý. Nhưng nếu như bị yếu sinh lý thì cũng không có nghĩa là sẽ bị xuất tinh sớm, mà có thể xảy ra ba yếu tố còn lại như bác sĩ Huyền vừa chia sẻ cho quý vị nhé. Vâng, bạn Nguyễn Hồng Minh, bạn đã phân biệt được xuất tinh sớm chưa ạ? Xuất tinh sớm thì nếu như theo quan điểm của khoa học và y khoa thì xuất tinh sớm nghĩa là một cái bệnh lý thực thể, cụ thể và chúng ta có thể cải thiện và điều trị được. Đó, được chưa ạ? Nó rất là rõ ràng. Còn yếu sinh lý chỉ là một cái cụm từ làm gì ạ? Chúng ta dân dã và chúng ta thường nói với nhau rằng là gì? Anh này hay là người này thì làm gì ạ? Yếu, thế này thế kia. Còn thực chất ở trong y khoa, trong khoa học thì không có cái định nghĩa về một bệnh là yếu sinh lý, mà là gì? Mà là những hội chứng thôi quý vị nhé. Vậy thì như thế nào thì được gọi là xuất tinh sớm? Các anh em thì hỏi rằng là 2 phút, 3 phút, hay 5 phút, hay 7 phút thì có phải là yếu sinh lý hay không? Bác sĩ Huyền có phải là xuất tinh sớm hay không? Bác sĩ Huyền xin chia sẻ với quý vị như thế này. Nếu như xét theo quan điểm của y học thực sự, tình trạng xuất tinh sớm là tình trạng gì ạ? Từ khi dương vật mà cho vào bên trong âm đạo dưới 1 phút thì lúc đó mới được là việc chuẩn đoán là xuất tinh sớm thực sự, được chưa? Tuy nhiên chúng ta biết được rằng trong một cái mối quan hệ tinh dục, được chưa? Thì hoàn toàn không hề có bất kỳ một cái gì được gọi là tiêu chuẩn chung đối với cái thời gian xuất tinh để định nghĩa là có bị xuất tinh sớm hay không, được chưa? Lý do vì sao bác sĩ Huyền lại nói như vậy, được chưa? Tính theo trung bình, các nghiên cứu cho thấy được rằng là gì ạ? Cái thời gian lý tưởng nhất của các cặp đôi để làm gì ạ? Để cả anh em và cả đối tác đều có thể đạt được một cái cuộc ân ái trọn vẹn, được chưa? Trọn vẹn từ đầu đến cuối là cái thời gian quan hệ từ khi đưa vào bên trong âm đạo khoảng 7 đến 15 phút. Đây cũng là thời gian mà để cho người phụ nữ có thể làm gì ạ? Có thể đạt được cái khoái cảm nhất định. Nhưng đây chỉ là thời gian lý tưởng và là thời gian trung bình thôi quý vị nhé. Vì đối với người phụ nữ thì có khi chỉ 5 phút, 7 phút thôi họ đã có thể đạt được khoái cảm rồi, được chưa? Và nếu như anh em mà có thể duy trì được 5 phút đến 7 phút thôi thì làm gì ạ? Thì đôi bên cùng làm gì? Cùng đạt được khoái cảm thì nghĩa rằng là gì? Không phải là chúng ta bị yếu hay là chúng ta bị xuất tinh sớm, được chưa? Đó, vậy thì với cái định nghĩa thực sự là dưới 1 phút, được chưa? Tuy nhiên trên thực tế thì thế nào ạ? Nếu như chỉ được 2 đến 3 phút thôi thì chắc chắn người phụ nữ không thể có được sự thỏa mãn và đạt được khoái cảm. Nghĩa rằng là gì ạ? Dù chúng ta chưa thực sự được gọi là xuất tinh sớm theo cái định nghĩa của y khoa, tuy nhiên với tình trạng này chúng ta phải tìm cách để cải thiện và điều trị rồi. Vì làm gì ạ? Trong một cuộc ân ái thì rõ ràng là gì ạ? Người phụ nữ mà gì ạ? Chúng ta không đạt được cái khoái cảm, được chạm, được gọi là lên đỉnh, thì thế nào ạ? Thì thực sự cái mối quan hệ hôn nhân của chúng ta không thể được gọi là hạnh phúc thực sự được, được chạm. Nếu như tình trạng này chỉ một vài lần thì không sao, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài hàng tháng, hàng năm thì dù là gì ạ? Dù người phụ nữ có thông cảm đi chăng nữa, có thông cảm với các anh em đi chăng nữa, nhưng họ cũng sẽ làm gì?
họ sẽ không thể có được niềm vui thực sự trong một cái cuộc hôn nhân. Được chưa? Cho nên làm gì ạ? Những cái vấn đề về sinh lý nam khoa, đúng không ạ, luôn luôn là một vấn đề làm gì rất là gì ạ, rất là quan trọng đối với cái hạnh phúc cũng như giữ lửa hạnh phúc ở trong gia đình chúng ta. Được chưa? Đó, vậy thì đối với làm gì ạ, cái thời gian mà chúng ta quan hệ được khoảng từ 5 đến 7 phút, thời gian này làm gì ạ, theo như các nghiên cứu được cho là thời gian khá, tức là ở mức độ làm gì, cũng khá là ổn định. Nên nếu như anh em mà được 5-7 phút thì nghĩa là chúng ta không phải bị xuất tinh sớm quá nghiêm trọng, được chưa? Chúng ta chỉ cần cải thiện chế độ ăn uống, chế độ tập luyện, sinh hoạt, được ạ, để duy trì sức khỏe thì chắc chắn sẽ cải thiện được các anh em nhé. Vâng, còn nếu như chúng ta đặt thời gian từ 7 đến 15 phút là thời gian lý tưởng thì thực sự đó là một điều làm gì rất là hạnh phúc và may mắn, đúng không ạ? Nghiên cứu cho thấy thì trên thực tế thì rất ít người đàn ông mà chúng ta có thể quan hệ được với thời gian dài từ 20 đến 25 phút, trừ trường hợp là gì ạ? Trừ trường hợp là chúng ta sử dụng các loại thuốc hỗ trợ thì mới có thể có được khoảng thời gian dài hơn như vậy thôi, được chưa ạ? Đó, vậy thì một vấn đề nữa bà gì ạ, có rất nhiều anh em thì nhắn tin và hỏi đến các bác sĩ ở trung tâm cũng như hỏi bác sĩ Huyền rằng nếu như em bị xuất tinh sớm thì có khả năng gây ra vô sinh hay không? Vâng, vấn đề về sinh sản con cái thì chị nói giống rất là quan trọng, đúng không ạ? Thế thì trong live stream này thì bác sĩ Huyền cũng xin chia sẻ với các anh em rằng là gì ạ? Cái vấn đề là gì ạ? Xuất tinh sớm bản chất chỉ là gì ạ? Chỉ là cái thời gian để các anh em đạt được cái khoái cảm và xuất tinh ngắn hơn so với bình thường. Được chưa ạ? Ngắn hơn so với bình thường, rút ngắn cái thời gian ân ái của chúng ta. Và cái thời gian nếu như quá ngắn thì sẽ không thể thỏa mãn được đối tác của chúng ta, chứ hoàn toàn không hề liên quan đến cái việc sản sinh ra hormone testosterone, được gọi là hormone nam tính. Được chưa ạ? Và cũng không hề ảnh hưởng đến việc sản sinh tinh trùng của làm gì? Của nam giới. Cho nên là gì ạ? Cho nên nó sẽ không làm giảm đi sự nam tính của các anh em, và cũng làm gì? Không ảnh hưởng đến khả năng có con. Trừ trường hợp là gì ạ? Chúng ta bị xuất tinh sớm kết hợp với tình trạng chúng ta bị rối loạn cương dương nặng nề như là liệt dương thì mới lo lắng đến việc là gì? Việc chúng ta sẽ bị vô sinh. Được chưa ạ? Vâng. Vậy thì cũng có rất nhiều anh em thì sau cái live stream hôm trước thì có hỏi bác sĩ rằng là nếu như mà em bị xuất tinh sớm như vậy, em chỉ được 2-3 phút thôi, được 4-5 phút thôi, thì liệu có thể chữa khỏi được hay không? Bác sĩ Huyền cũng trả lời thông qua live stream ngày hôm nay luôn là cái tình trạng chúng ta bị xuất tinh sớm hoàn toàn có thể chữa khỏi dứt điểm được, quý vị nhé. Vâng, hoàn toàn có thể chữa khỏi dứt điểm được. Được chưa? Vậy thì các cái phương pháp mà hiện nay chúng ta đang sử dụng để điều trị cái tình trạng bị xuất tinh sớm là như thế nào? Đầu tiên thì bác sĩ Huyền xin chia sẻ về một số những cái nhóm thuốc mà được sử dụng trong Tây y để điều trị cái tình trạng xuất tinh sớm. Được chưa? Một cái loại thuốc đầu tiên mà có lẽ là khá là thông dụng và các cặp đôi vẫn thường hay sử dụng, được chưa? Đó là dạng thuốc xịt và thuốc bôi để gây tê tại chỗ. Một số những loại thuốc chúng ta thường gặp như là gì ạ? Lidocaine hay là benzocaine chẳng hạn, được chưa? Khi mà sử dụng thì bôi hay là xịt trước khi mà quan hệ khoảng 10 đến 15 phút thì có thể làm kéo dài cái thời gian ân ái hơn, được chưa? Làm giảm cái tình trạng bị xuất tinh sớm cho các anh em. Vậy thì cái cơ chế của cái thuốc gây tê này ạ, rất là đơn giản. Là vì gì ạ? Cái tình trạng xuất tinh sớm thì nghĩa là gì? Nghĩa là dương vật của chúng ta, đặc biệt là ở đầu dương vật chúng ta, quá nhạy cảm so với bình thường. Được chưa ạ? Quá nhạy cảm so với bình thường, cho nên là gì? Cái ngưỡng mà để đạt được cái cực khoái để mà có thể xuất tinh thì làm gì? Thì rất là thấp. Được chưa ạ? Khi mà sử dụng các loại thuốc bôi hay là thuốc xịt để mà gây tê tại chỗ thì sẽ làm gì ạ?
sẽ làm giảm cái sự kích thích dương vật xuống, được chưa? Giảm cái làm gì, cái mức khoái cảm xuống, được chưa? Do đó làm gì, tác động lên hệ thần kinh trung ương của chúng ta, điều khiển được cái việc chúng ta xuất tinh sớm, làm cho cái thời gian xuất tinh của chúng ta kéo dài ra. Có khi đang chỉ được 2 phút, 3 phút hay là 4 đến 5 phút thôi thì có thể kéo dài ra được 7 phút, 10 phút hay 15 phút chẳng hạn. Được chưa? Đó, một cái loại thuốc thứ hai mà làm gì các bác sĩ Tây y vẫn thường sử dụng đó là các loại thuốc chống trầm cảm. Được chưa? Và một số các loại thuốc giảm đau, và một loại thuốc mà thường được sử dụng là gì? Tramadol. Tramadol. Được chưa? Những loại thuốc chống trầm cảm hay là thuốc giảm đau cũng có tác dụng làm kéo dài cái thời gian xuất tinh cho anh em nhé. Vâng, ngoài ra thì phải kể đến một cái loại thuốc cũng để điều trị và là cái thuốc đầu tay để chữa tình trạng rối loạn cương dương, đó chính là thuốc ức chế men PDE5 mà chúng ta vẫn thường hay các anh em thường truyền tai nhau hay là các quý ông truyền tai nhau rằng là Viagra chẳng hạn, được chưa? Viagra đó. Vậy thì cái thuốc mà gì ức chế men PDE5 này là gì? Là sẽ là gì? Ức chế lại cái tình trạng dương vật bị xìu nhanh, được chưa? Bình thường men PDE5 ở bên trong cơ thể thì sẽ là gì? Có tác dụng để làm gì? Mở van của tĩnh mạch, làm cho làm gì? Lượng máu làm gì? Đẩy ra bên ngoài khiến cho dương vật của chúng ta bị xìu đi. Sau khi làm gì cương cứng 5 phút, 10 phút hay 15 phút hay 30 phút chẳng hạn, thì chạy. Vậy thì khi ức chế cái men này thì sẽ làm chậm lại cái tiến trình làm gì? Chậm lại cái tiến trình mà van tĩnh mạch mở ra, để chạy, để giữ cho cái dương vật của chúng ta được cương cứng lâu hơn, để chạy. Đó. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta sử dụng các loại thuốc Tây y để điều trị tình trạng xuất tinh sớm thì quý vị phải hết sức lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng khi có sự chỉ định và sự thăm khám của y bác sĩ. Chúng ta không nên tự ý đi ra bên ngoài và chúng ta mua và sử dụng một cách bừa bãi. Thực chất thì bác sĩ Huyền thấy là trên thực tế gần như là những cái bệnh về sinh lý như xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương ở các anh em là những cái bệnh hết sức là tế nhị và khó nói. Chính vì lại đó làm gì ạ? Rất nhiều bạn trẻ hay là rất nhiều các anh em thì thường có tâm lý e ngại khi chúng ta đi khám, chúng ta điều trị hay là chúng ta tâm sự với bác sĩ chẳng hạn. Cho nên thường là sẽ đi ra bên ngoài mua và dỉ tai nhau rằng là gì? Thuốc này hay lắm, dùng đi, được chưa? Tuy nhiên thuốc thì giống như là con dao hai lưỡi vậy quý vị ạ. Nếu chúng ta sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm thì nó sẽ phát huy tác dụng và giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên nếu như chúng ta lạm dụng và sử dụng những các loại thuốc này để điều trị cái tình trạng xuất tinh sớm thì sẽ làm cho cái tình trạng của chúng ta bị nghiêm trọng hơn, được chưa? Và có rất nhiều những cái tác dụng phụ khi mà chúng ta sử dụng các loại thuốc Tây y này. Điều đầu tiên là bác sĩ Huyền muốn nói đến quý vị về một cái tác dụng phụ là gì? Nó sẽ gây ra một cái hội chứng được gọi là hội chứng sinh dục không yên. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là sau cái thời gian chúng ta lạm dụng việc sử dụng các loại thuốc này lâu dài thì sẽ làm cho làm gì? Sẽ làm cho dương vật của chúng ta luôn luôn có tình trạng là gì? Mong muốn được xuất tinh. Nhưng trong khi đó thì dương vật không hề cương cứng và không hề có cái ham muốn tình dục. Được chưa? Và nếu như cái tình trạng này lâu dài thì sẽ làm cho xuất tinh sớm càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Được chưa? Một cái hội chứng tiếp theo khi mà chúng ta lạm dụng sử dụng đó chính là hội chứng cai. Là việc làm gì? Việc mà chúng ta sử dụng thuốc trong một thời gian dài, được chưa? Thì cơ thể chúng ta đã tạo nên một cái cơ chế phản xạ phụ thuộc cái thuốc đó. Và khi chúng ta dừng một cách đột ngột thì sẽ làm gì? Sẽ làm cho dương vật chúng ta cảm thấy luôn luôn bị tê, đúng không ạ? Làm chúng ta bị mệt mỏi, cảm giác là run rẩy, chóng mặt. Được chưa? Đó. Và cái việc mà sử dụng rất trong thời gian dài thì còn có nguy cơ làm giảm cái ham muốn tình dục của anh em xuống, được chưa? Thậm chí có thể làm giảm cái chất lượng và số lượng tinh trùng, dẫn đến là gì? Cái nguy cơ gây ra vô sinh rất là lớn, được chưa? Cho nên là gì? Các anh em phải hết sức lưu ý, chúng ta sử dụng những loại thuốc này chúng ta không nên lạm dụng và chúng ta cần có sự theo dõi, chỉ định thăm khám của các y bác sĩ có chuyên môn. Chúng ta không nên sử dụng một cách bừa bãi, được chưa? Thực chất khi mà chúng ta gặp phải cái tình trạng như vậy thì bác sĩ Huyền cũng rất là hiểu là các anh em thì làm gì cảm thấy mất tự tin,
đúng không ạ? À, chúng ta cảm thấy làm gì, thậm chí là gì, mệt mỏi, căng thẳng, được chưa ạ? Và ảnh hưởng rất nhiều đến làm gì, tâm sinh lý, suy nghĩ, và thậm chí làm gì, có những anh em đã có những biểu hiện rối loạn lo âu và trầm cảm vì tình trạng xuất tinh sớm, hay là gì, cái bản lĩnh đàn ông của mình làm gì không thể đáp ứng được người vợ hay là người bạn tình, để chặn làm cho cái hôn nhân chúng ta có nguy cơ bị đổ vỡ, để chặn. Vậy thì em diện quý vị hãy liên hệ sớm với các bác sĩ để chúng ta có thể diện, chúng ta có thể được tư vấn, để chặn, có những cái phương pháp điều trị toàn diện hơn, thay vì làm diện chúng ta giữ nó ở trong tấm lòng và chúng ta sẽ đi tự mày mò đi tìm kiếm những cái phương pháp, những cái bài tập, rồi những cái phương thuốc, được chưa? Cái việc mà chúng ta lạm dụng thì rất là nguy hiểm, được chưa? Cái gì cho tác dụng nhanh chóng thì cũng gây ra những cái tác dụng phụ và những cái hiểm họa khôn lường. Cho nên là gì, bác sĩ Huyền hết sức lưu ý anh em về vấn đề này, được chưa? Vấn đề điều trị nữa bằng y học cổ truyền, bác sĩ Huyền cũng rất muốn chia sẻ cùng với quý vị. Và sau khi chia sẻ về vấn đề điều trị bằng y học cổ truyền này, thì bác sĩ Huyền sẽ chia sẻ đến cho các anh em về cái bài tập để chúng ta có thể điều trị cái tình trạng xuất tinh sớm rất hiệu quả. Thực ra thì các anh em xem ở trên mạng thì rất nhiều những bài tập, rồi thì làm gì tập cả Kegel rất nhiều kiểu. Tuy nhiên có rất nhiều người thì vẫn hỏi bác sĩ về rằng là gì, tại sao em tập như thế này rất chăm chỉ cả tháng nay rồi mà chẳng thấy hiệu quả gì. Vậy thì chúng ta chưa hiểu đúng về cái bài tập đó, cái cơ chế của nó, và chúng ta vẫn vận dụng không đúng, không đủ sự kiên trì và thời gian thì không thể cho được hiệu quả, được chưa? Đó, vậy thì điều trị bằng y học cổ truyền dường như đối với các bệnh lý về nam khoa, được chưa, thường thì được các anh em tìm kiếm nhiều hơn trong những năm gần đây. Vậy thì lý do vì sao vậy? Tất cả những cái phương thuốc, gọi những cái loại thuốc về y học hiện đại, tức là thuốc Tây y mà anh em sử dụng, thì đa phần có rất nhiều những tác dụng phụ, và nó chỉ có làm gì, cái tác dụng để làm gì, hỗ trợ tức thời, tức là điều trị cái phần ngọn thôi, nhưng phần gốc thì không thể cải thiện được nhiều, được chưa? Vậy thì cái nguyên lý điều trị của y học cổ truyền luôn luôn là lấy làm gì? Lấy cái thể tạng con người chúng ta làm gốc, được chưa? Và làm gì? Sẽ nâng cao cái thể tạng đó, điều hòa lại làm gì? Công năng các tạng phủ bên trong cơ thể để lập lại cái sự cân bằng âm dương. Và sau khi lập lại sự cân bằng âm dương rồi thì cơ thể chúng ta có thể tự sửa chữa và chữa lành được, được chưa? Cho nên tại vì sao luôn luôn cái tác dụng làm gì mang lại cái hiệu quả thường lâu bền và lâu dài? Bởi vì trong đông y làm gì cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm xuất phát từ đâu? Xuất phát từ tạng thận, được chưa? Thận thì chủ về tàng tinh, về cốt tủy, về vấn đề sinh lý. Khi thận của chúng ta bị suy yếu, bị kém, thì cái nguyên khí ở bên trong cơ thể của chúng ta cũng bị suy yếu và suy kém. Cho nên đa phần những anh em mà chúng ta mắc những cái bệnh về sinh lý như xuất tinh sớm, hay là rối loạn cương dương, hay là những cái bệnh khác về yếu sinh lý, thì thông thường làm gì ạ? Chúng ta thường thấy cơ thể của chúng ta có nhiều sự mệt mỏi, nhiều sự căng thẳng và stress. Vì làm gì ạ? Cái gốc bệnh của chúng ta, được chưa, là ở thận, là cái nguyên khí thực sự, là cái gốc rễ ở bên trong. Cho nên nó không chỉ biểu hiện ra mỗi một cái tình trạng là chúng ta bị xuất tinh sớm, hay là rối loạn cương dương đơn thuần, hay là giảm ham muốn đơn thuần, mà nó còn liên quan đến rất nhiều tình trạng sức khỏe ở bên trong nữa. Vậy thì trong y học cổ truyền thì có rất nhiều những cái vị thuốc mà các anh em chắc là cũng biết, đúng không ạ? Có tác dụng bổ thận rất là nhiều, như là ba kích này, hay là dâm dương hoắc này, đúng không ạ? Hay là nấm ngọc cẩu chẳng hạn, hay là đông trùng hạ thảo, đều có những tác dụng rất là tốt đối với làm gì, đối với các tình trạng bệnh lý nam khoa mà các anh em đang mắc phải, để chặn đó. Và hiện tại thì ở tại trung tâm nơi mà bác sĩ Huyền đang làm việc, thì ở tại trung tâm thì đã vận dụng cái nguyên lý cũng như là gì, cái biện chứng luận trị
của đông y để điều trị cho các bệnh nhân có bệnh lý nam khoa về xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương bằng bài thuốc là mãnh lực trường xuân. Mãnh lực trường xuân là sự phối kết hợp 4 trong 1 với làm gì? Với mãnh lực trường xuân hoàn, bổ thận hoàn. Đó. Và chúng ta còn có làm gì? Mãnh lực trường xuân tử, tức là việc mà chúng ta sử dụng rượu, rượu thuốc được chưa? Với cái sự phối kết hợp như vậy thì mang lại cái tác dụng điều trị hiệu quả, giống như là tác dụng là gì, bao vây và điều trị từ trong gốc. Ngoài ra thì đương nhiên cái việc mà chúng ta điều trị còn phải kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện. Thì ngay sau đây thì bác sĩ Huyền xin chia sẻ đến cho quý vị về phương pháp tập làm mạnh khối cơ, được gọi là cơ mô cụt, hay chúng ta vẫn hay gọi là cơ PC, được chưa? Đó. Vậy thì gì? Rất nhiều anh em hỏi bác sĩ Huyền rằng là bác sĩ Huyền ơi, thấy đăng ở trên mạng rất nhiều bài tập, như bài tập Kegel chẳng hạn. Người ta nói rằng tập cái này thì sẽ cải thiện được tình trạng xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương. Thế nhưng em tập cả tháng nay rồi mà em vẫn không thấy hiệu quả. Tại vì sao vậy? Bản chất của cái bài tập Kegel là để làm gì? Để làm mạnh các vùng cơ, các nhóm cơ vùng đáy chậm, được chưa? Và sẽ hỗ trợ phần nào đối với cái làm gì, cái tình trạng xuất tinh của anh em, để làm cho cái sự kiểm soát cái việc xuất tinh của chúng ta tốt hơn, được chưa? Tuy nhiên ấy, tại sao lại không hiệu quả? Các anh em phải hình dung rằng cái cơ ở vùng đáy chậm nó chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi, còn cơ PC mới là cơ làm gì? Có tác dụng hỗ trợ trực tiếp trong vấn đề làm gì? Điều trị xuất tinh sớm. Được chưa? Đây bác sĩ Huyền sẽ mô tả cho các anh em để các anh em có thể dễ hình dung. Cơ PC còn được gọi là cơ mô cụt, là một cái gì ạ? Một cái nhóm cơ hết sức là mảnh, rất là nhỏ như thế này. Đây. Kéo dài từ mặt trước của xương cụt đến làm gì? Đến xương mu. Được chưa? Đến xương mu như thế này, tức là một cái cơ rất là nhỏ và mảnh, được chưa? Thế thì tại sao cái cơ mô cụt này lại có tác dụng đối với tình trạng xuất tinh sớm ở các anh em? Bác sĩ Huyền xin mô tả chia sẻ như thế này, các anh em hình dung rằng là gì ạ? Cái niệu đạo của chúng ta là dẫn nước tiểu từ bàng quang, đúng không ạ, ra lỗ ông sáo và ra bên ngoài đó. Tuy nhiên là gì ạ? Khi mà phóng tinh thì gì, tinh dịch từ bên trong túi tinh cũng sẽ là gì, theo đường và xuất chung vào trong con đường niệu đạo. Tức là gì? Cái việc xuất tinh của chúng ta và cái việc mà chúng ta đi tiểu là cùng chung một đường như thế này, cùng chung một đường như thế này. Thế thì ở bên dưới bàng quang thì chúng ta có biết được rằng là có tuyến tiền liệt, đúng không ạ? Thế thì các anh em hình dung rằng là khi mà các anh em nước tiểu đầy ở bên trong bàng quang này, được chưa? Và chúng ta nhịn thì là do cơ thắt bàng quang sẽ giữ lại nước tiểu ở bên trong. Thế nhưng làm gì ạ? Khi mà chúng ta đang đi tiểu, chúng ta muốn dừng lại cái việc mà chúng ta đang đi tiểu, thì lúc này cái cơ làm gì ạ? Cái cơ PC, tức là cơ mô cụt này, sẽ co thắt lại. Và gì ạ? Và cơ làm gì? Cơ mô cụt này thì nằm ở làm gì? Ở đoạn giữa, và nó sẽ co bóp vào bên trong cái đường tiểu của chúng ta. Bóp vào bên trong và làm cho cái việc tiểu của chúng ta sẽ ngừng lại, được chưa? Vậy thì đối với cái tình trạng xuất tinh của anh em thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ luyện cái cơ PC này, được chưa? Vì làm gì? Cái việc chúng ta đi tiểu cũng như việc mà chúng ta xuất tinh là ở cùng chung một đường, được chưa? Cùng chung một đường. Và cái cơ PC này khi co thắt, đúng không ạ? Thì sẽ làm gì? Sẽ có tác dụng làm giảm cái sự hưng phấn của hệ thần kinh trung ương, được chưa? Nên lúc này anh em có thể kìm lại được cái việc xuất tinh của chúng ta. Đó. Bình thường khi cái sự kích thích mà đã đạt đến ngưỡng rồi thì chúng ta sẽ phóng tinh, được chưa? Nhưng khi cái cơ PC này của chúng ta co thắt lại thì em diện ngay lập tức sẽ tạo nên một cái phản xạ đối với hệ thần kinh trung ương, và làm cho làm gì? Làm cho làm gì? Cái đường đường làm gì?
cái đường ống dẫn tinh mạch của chúng ta bị bóp lại như thế này. Đó, và làm giảm sự ham muốn xuống, thì nghĩa là anh em có thể kéo dài được cái cuộc yêu của mình. Được chưa? Vậy thì cái bài tập Kegel mà các anh em đang tập thì thực sự là nó là một bài tập chung cho toàn bộ cơ vùng đáy chậu. Nó không phải là tập riêng cho làm gì? Cho cơ PC này. Cho nên tại vì sao rất nhiều anh em tập rất lâu, tập rất nhiều nhưng mà không thấy hiệu quả cải thiện được nhiều. Mặc dù chúng ta đã rất là chăm chỉ và kiên trì. Được chưa? Cho nên là gì? Cái việc chúng ta tập luyện là chúng ta phải tách được cơ PC này ra so với các nhóm cơ khác ở vùng đáy chậu. Và đặc biệt nhất là đối với cơ thắt hậu môn. Rất nhiều là gì ạ? Rất nhiều người chúng ta lầm tưởng là gì ạ? Cái cơ PC này với cơ thắt hậu môn. Vì sao vậy? Vì ở rất gần nhau. Và khi chúng ta thắt hậu môn thì cái cơ PC này cũng hoạt động. Được chưa? Cho nên là gì ạ? Cái việc mà chúng ta luyện tập cơ PC này cần có sự hướng dẫn thật sự chi tiết và anh em phải hiểu được cơ chế thì anh em mới có thể tập luyện đúng. Và khi chúng ta làm khỏe cái cơ PC này rồi thì nó mới có tác dụng để điều trị xuất tinh sớm. Chứ không phải chúng ta chỉ tập mấy cái bài tập Kegel như vậy mà anh em có thể điều trị được xuất tinh sớm. Không hề đơn giản như vậy đâu. Được chưa? Đó. Vậy thì em Diệp. Vậy thì chúng ta sẽ tập cái cơ PC này như thế nào, cái cách xác định như thế nào để chúng ta có thể biết được chính xác cái cơ đó. Vậy thì việc xác định cũng rất là đơn giản, rất là đơn giản. Khi mà anh em đang đi tiểu và gì anh em ngừng cái việc tiểu đột ngột thì cái cơ PC này của chúng ta sẽ làm gì? Nó sẽ phồng lên, được chưa? Nó sẽ phồng lên và khi chúng ta đặt tay vào chúng ta có thể cảm nhận được nó đang phồng lên, được chưa? Đó, vậy thì khi các anh em đi tiểu chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ làm một cái hành động là chúng ta giả vờ như đang đi tiểu, được chưa? Chúng ta sẽ đặt hai ngón tay của chúng ta vào cái phần làm gì, từ lỗ hậu môn cho đến làm gì, cái phần gọi là gì, phần gốc, phần gốc của bìu, được chưa? Một cái đoạn thẳng từ làm gì, một đoạn thẳng đây ạ, từ cái cơ thắt hậu môn này cho đến phần gốc của bìu, được chưa? Chúng ta sẽ đặt hai ngón tay vào đoạn giữa ở đây và anh em sẽ làm gì, sẽ đi tiểu. Thì xin lỗi mọi người, vừa rồi thì bạn có bị nghẽn một chút. Vâng, anh em có vừa hiểu lời bác sĩ Việt nói không ạ? Điều này rất là quan trọng nhé. Anh em có thể làm gì? Chúng ta có thể cải thiện được nhiều cái vấn đề xuất tinh sớm của chúng ta bằng những cái bài tập này. Bác sĩ Huyền có thể đảm bảo chắc chắn nếu như anh em kiên trì và làm đúng. Được chưa? Thế thì sau khi mà anh em đã xác định được chính xác cái cơ PC của chúng ta rồi thì cái điều đầu tiên là gì? Chúng ta phải làm gì với cái cơ PC đó? Đó, vậy thì để cho cái cơ PC này của chúng ta có thể thực sự giúp ích cho việc điều trị xuất tinh sớm thì phải đảm bảo được hai yếu tố. Thứ nhất là gì ạ? Phải đủ khỏe. Quý vị hình dung rằng cái cơ PC chúng ta nó rất là mảnh, nó là một nhóm cơ rất là mảnh, nhỏ. Nó không phải giống như một cái lớp cơ dày của chúng ta đâu. Được chưa? Cho nên là gì ạ? Ngay từ khi sinh ra vốn cái cơ PC của chúng ta đã yếu và nó không đủ sức cho cái việc để kiểm soát việc xuất tinh của anh em. Nên chúng ta cần có sự tập luyện, được chưa? Đó, điều thứ hai, khi chúng ta đã tập luyện được cơ PC đủ rồi thì có một điều cũng quan trọng hơn nữa mà bác sĩ Hiền muốn lưu ý các anh em, đó là gì? Đó là chúng ta phải có sự phối hợp chính xác của hệ thần kinh trung ương. Để giải thích đơn giản thì bác sĩ Hiền nói như thế này. Khi quý vị đi xe ô tô hay là xe máy, đúng không ạ? Quý vị có một cái phanh rất là tốt. Phanh nó còn mới và rất là tốt. Và cái phanh này thì giống như là cái cơ PC vậy. Được chưa? Thế thì nhờ cái phanh này có được sử dụng tốt hay không là phụ thuộc vào cái người điều khiển cái xe ô tô đó. Quý vị hình dung không? Nếu như là gì, cái người làm gì? Lái xe mà kỹ năng không tốt thì không thể làm gì? Phanh chuẩn, phanh gấp, phanh đúng chỗ được. Được chưa? Nghĩa là gì ạ? Cái việc rèn luyện cơ PC chúng ta cũng phải kết hợp với làm gì ạ? Với cái sự giống như là cái sự cảm nhận của cơ thể chúng ta về cái ngưỡng mà chúng ta sẽ xuất tinh. Khi nào mà anh em cảm thấy làm gì ạ?
chúng ta gần như đạt đến đỉnh và chuẩn bị sắp xuất tinh rồi thì chúng ta phải kìm lại. Bằng cách chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái cơ PC này. Được chưa? Không chỉ cơ PC mà toàn bộ những cơ vùng đáy chậu để hỗ trợ cho cái việc chúng ta sẽ kìm việc xuất tinh lại. Vậy thì anh em bây giờ thì làm gì? 1 đến 2 phút xuất tinh. Nhưng nếu như chúng ta luyện tập, đúng không ạ? Và chúng ta kìm được, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng tốt được cái cơ PC này thì làm gì? Thời gian có thể tăng lên được 3 phút, 4 phút, đúng không ạ? Thậm chí dài hơn. Và khi kết hợp với việc chúng ta sử dụng thuốc nữa thì vô cùng hiệu quả. Được chưa? Đó. Vậy thì đối với cái tình trạng xuất tinh sớm á, thì anh em phải tưởng tượng rằng là gì ạ? Cái việc chúng ta tập luyện cũng rất là quan trọng. Được chưa? Thế thì những cái bài tập dành cho cơ PC mà bác sĩ Huyền muốn chia sẻ cùng với các anh em, và nó thực sự có thể mang lại cái giá trị thực sự cho các anh em như thế nào? Cái bài tập đầu tiên các anh em có thể sử dụng là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng bài tập nâng cấp dần dần theo thời gian. Đầu tiên là gì ạ? Một ngày chúng ta sẽ tập khoảng 20 lần. Và mỗi một lần chúng ta sẽ giữ lại 1 đến 2 giây. Được chưa ạ? Mỗi một ngày chúng ta thực hiện khoảng 3 mỗi một tuần chúng ta thực hiện khoảng 3 đến 4 lần. Vậy thì các anh em tưởng rằng giống như là gì, các anh em đang giả vờ cái việc chúng ta đi tiểu. Được chưa ạ? Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ kìm lại cái việc mà chúng ta đi tiểu. Khi chúng ta kìm lại cái việc chúng ta đi tiểu và chúng ta giữ lại 1 đến 2 giây trong khi thở đều đặn thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho cái cơ PC chúng ta được hoạt động, được chưa? Được co giãn, được co phồng liên tục như thế này. Bình thường thì có lẽ là nó không hoạt động nhiều đâu. Nó chỉ hoạt động khi làm gì? Khi dương vật của chúng ta cương lên, được chưa? Nhưng bây giờ làm gì? Chúng ta cho nó tập luyện nhiều hơn một chút. Không phải vài ngày một lần nữa mà gì? Mà chúng ta sẽ thực hiện hàng ngày, một tuần có thể thực hiện 3-4 lần, được chưa? Mỗi một lần chúng ta thực hiện khoảng 20 lần như vậy, được chưa? Sau hết một tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ chuyển sang một giai đoạn thứ hai là gì ạ? Chúng ta không tập 20 lần nữa mà bây giờ giảm xuống chỉ tập 10 lần thôi. Nhưng mỗi một lần chúng ta sẽ siết và giữ cái cơ PC này của chúng ta khoảng từ 3 đến 5 giây, tức là tăng cái thời gian chúng ta giữ lên là 5 giây. Được chưa ạ? Và hết sang tuần thứ 2, được ạ? Hết sang tuần thứ 2 đến tuần thứ 3 thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa cái cơ PC này và giữ lâu hơn nữa. Giữ lâu hơn nữa là bao nhiêu giây? 5 đến 7 giây rồi 10 đến 15 giây. Được chưa ạ? Đó. Thế thì chắc chắn là cái việc mà anh em tập luyện như này thì thời gian ban đầu anh em sẽ cảm thấy mỏi. Anh em sẽ cảm thấy mỏi. Và thậm chí cái việc mà đi tiểu của chúng ta cũng cảm thấy hơi bị thay đổi và rối loạn một chút. Tuy nhiên đó là điều hết sức bình thường. Nó giống như cái việc là gì? Lâu rồi mà chúng ta không hoạt động mà đến hôm chúng ta làm việc, đúng không ạ? Chúng ta hoạt động thì về chúng ta cũng bị đau mỏi người, chúng ta bị đau mỏi cơ. Vậy thì cái cơ PC cũng như thế thôi. Lâu rồi không hoạt động, không làm việc nhiều, đúng không ạ? Khi đến khi chúng ta hoạt động nhiều thì thế nào? Thì sẽ bị mỏi. Anh em sẽ bị mỏi hay là cảm giác bị nóng rát chẳng hạn. Đó là điều hết sức bình thường. Nhưng chúng ta hãy cố gắng kiên trì thì chắc chắn sẽ có kết quả, được chưa ạ? Và đến một cái bước thứ tư, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ giữ thời gian lâu hơn nữa. Chúng ta thở chậm hơn, đó là 30 giây mỗi một lần. Được chưa ạ? Những cái bài tập này rất là đơn giản và các anh em đi đâu các anh em cũng có thể làm được. Ngồi trên ô tô hay khi chúng ta đang làm việc, chúng ta chỉ dành ra một chút thời gian, chúng ta cũng có thể tập được hàng ngày. Được chưa ạ? Và nó hỗ trợ cái tình trạng chúng ta bị xuất tinh sớm rất là tốt. Được chưa ạ? Xuất tinh sớm thì chẳng qua chỉ là vấn đề làm gì? Vì cái thời gian chúng ta đạt khoái cảm nó ngắn hơn so với bình thường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kìm lại, được chưa ạ? Kìm lại, làm giảm sự hưng phấn xuống để làm gì? Để tiếp tục cuộc yêu. Và cứ qua mỗi một lần như vậy, rèn luyện như vậy thì anh em sẽ nắm bắt được cái ngưỡng chúng ta đạt khoái cảm là gì để chúng ta có thể kìm hãm được và có thể làm gì? Làm gì? Cải thiện được cái tình trạng bị xuất tinh sớm, được chưa ạ? Và tiếp theo là gì ạ? Một cái bài tập nữa bác sĩ Huyền cũng muốn chia sẻ cho các anh em, cũng rất là đơn giản thôi, là gì ạ? Khi chúng ta làm gì ạ? Dương vật của chúng ta cương cứng. Là bài tập này sử dụng khi dương vật các anh em đang cương cứng. Khi dương vật cương cứng thì anh em làm gì? Anh em phủ một cái chăn, một cái khăn rất là nhỏ lên trên dương vật của chúng ta. Và gì ạ? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tập bằng cách
chúng ta nâng nâng cái khăn này lên, tức là gì, dương vật đang cương cứng như thế này, anh em cho lên một cái khăn, cho một cái khăn lên dương vật của chúng ta, và chúng ta sẽ nâng lên 1-2 cm được chưa ạ, và chúng ta sẽ cố gắng giữ giữ cái việc nâng lên đó 1 đến 2 giây, rồi tăng cái thời gian dần dần lên được chưa ạ, thì nó sẽ làm khỏe cái cơ PC của chúng ta lên lên rất nhiều được chưa ạ. Và hơn nữa thì làm gì, thì khi dương vật của chúng ta đang bị cương, khi đang cương cứng á, thì các anh em sẽ đặt tay cách xa dương vật của chúng ta 1 đến 2 cm, và chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ vỗng cái dương vật của chúng ta lên chạm vào tay đúng không ạ, và cứ tập lên tập xuống như vậy nhiều lần được chưa ạ. Và một cái mức độ cao hơn nữa là cũng để tay cách dương vật đang cương cứng 1 đến 2 cm, nhưng là gì ạ, nhưng chúng ta sẽ sử dụng tay của chúng ta, khi mà dương vật chúng ta chạm đến tay thì chúng ta sẽ dùng tay đẩy dương vật xuống, và dương vật sẽ làm gì, sẽ kìm để làm gì, giống như là đối kháng lại cái lực mà tay của chúng ta đang tác động lên vậy. Thì những cái bài tập này hỗ trợ và làm mạnh cái cơ PC của chúng ta rất là tốt được chưa ạ. Một cái bài tập nữa là gì ạ, là chúng ta có thể tập luyện khi mà chúng ta đang ở trong cái thời gian quan hệ. Rất nhiều các chị em hay là các anh em tâm sự với bác sĩ Huyền rằng là gì ạ, cái cuộc ân ái hay là cái mối quan hệ, cái sự quan hệ trong hai vợ chồng thì không được cái sự hòa hợp, không đạt được cái sự thỏa mãn như mong muốn. Cho nên là gì ạ, cho nên người chồng thì tự ti và không muốn đi thăm khám, cũng không muốn điều trị, vì mặc cảm, vì tự ti, và người vợ thì đã tâm sự như vậy. Vậy thì bác sĩ Huyền xin lưu ý với các chị vợ rằng việc điều trị xuất tinh sớm hoàn toàn có thể điều trị khỏi được, và người vợ là người đồng hành cũng rất là quan trọng để có thể giúp đỡ cho các anh em giải quyết vấn đề về tâm lý cũng như loại bỏ cái sự mặc cảm và tự ti. Vì gì ạ? Vì khi mang lấy tâm trạng chúng ta bị mặc cảm, tự ti thì cái việc xuất tinh sớm của chúng ta vốn đã là xuất tinh sớm rồi thì sẽ càng ngày càng bị nghiêm trọng hơn. Được chưa? Vậy thì thay vì như vậy thì các anh em có thể tâm sự thẳng thắn với người vợ, hoặc người vợ có thể hỗ trợ người chồng của mình là gì ạ? Khi mà chúng ta quan hệ đúng không ạ? Sau cái thời gian dạo đầu rồi, được chưa? Và đến cái thời gian làm gì ạ? Chúng ta quan hệ thực sự, được chưa? Thì 1 đến 2 phút hay là 2 đến 3 phút sau thì làm gì ạ? Thì người nam tức là các anh em thì sắp đạt đến ngưỡng để xuất tinh rồi thì có thể chúng ta sẽ dừng lại, đúng không ạ? Và người nam sẽ kìm lại cái việc xuất tinh và giữ 1 giây, 2 giây đến 5 giây, được chưa? Giữ lại như vậy rồi chúng ta lại tiếp tục cuộc yêu, được chưa? Như vậy thì làm gì ạ? Cứ qua mỗi lần tập luyện như vậy thì làm gì ạ? Cái thời gian xuất tinh của các anh em chắc chắn sẽ được kéo dài ra. Và điều này cần có sự phối hợp, cần có sự động viên và thông cảm của các chị em dành cho các anh em rất nhiều, được chưa? Đó, và bác sĩ Huyền cũng xin lưu ý với các anh em về các bài tập làm mạnh cơ PC rằng chúng ta cần có sự kiên trì. Vì sao ạ? Vì việc tập luyện không phải ngày một ngày hai chúng ta có thể thấy được cái tác dụng ngay, không thể hôm nay tập xong ngày mai tăng thời gian lên được ngay, không hề có, được chưa? Và thời gian ban đầu khi mà chúng ta tập luyện có thể chúng ta sẽ cảm nhận được cái việc làm gì ạ? Cái việc làm gì, cơ thể chúng ta tự nhiên bị khựng lại và bị giảm đi mất cái sự ham muốn, giảm mất cái sự ham muốn. Vậy thì em gì ạ? Vậy thì chúng ta có thể cải thiện vấn đề này bằng việc các anh em hãy tập một cách từ từ. Chúng ta hãy lắng nghe cái cơ thể của chúng ta để cái sự thích nghi nó sẽ tăng tăng dần 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 lên, chứ không phải đùng một cái các anh em muốn có thể kìm được 5 giây, 10 giây luôn. Và chúng ta cố, khi chúng ta cố như vậy thì làm gì? Quay ngược trở lại sẽ làm cho cái cơ PC của chúng ta sẽ bị tổn thương nhiều hơn, được chưa? Cho nên chúng ta hãy cứ từ từ nâng dần lên, giữ 1-2 giây đúng không ạ? 1 tuần, 2 tuần khi quen rồi chúng ta mới tiếp tục tăng cái thời gian giữ lên 3 giây, 5 giây, và sau 1-2 tuần xong quen rồi lại tiếp tục tăng lên ngưỡng mới, được chưa? Và ban đầu tiên khi tập luyện thì có thể chúng ta sẽ cảm nhận là chúng ta có thể bị cảm nóng, nóng ở vùng chậu, cảm thấy việc đi tiểu chúng ta có sự thay đổi một chút, nhưng đó là điều hết sức bình thường. Vì gì? Vì chúng ta đang đi tiểu bình thường rất thông và bây giờ chúng ta đang hãm lại, được chưa? Chúng ta tập chúng ta đang hãm lại thì nó sẽ có sự thay đổi nhất định, và điều đó là điều hết sức
hết sức bình thường. Và những cái bài tập Kegel thì các anh em cũng có thể tập luyện nữa để chúng ta làm mạnh các cái cơ ở vùng đáy chậu, và cũng sẽ hỗ trợ cho cả cơ PC rất là nhiều. Và bác sĩ Huyền cũng nhấn mạnh rằng đối với những bài tập bác sĩ Huyền chia sẻ cần có sự điều tiết của hệ thần kinh trung ương, nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta cần phải kiểm soát được và điều tiết được cái sự ham muốn và cái sự hưng phấn của chúng ta. Được chưa? Dần dần khi các anh em để ý nhiều thì các anh em sẽ cảm nhận được, quen cái ngưỡng chịu đựng của chúng ta là đến đâu. Và gần đến cái ngưỡng đấy rồi thì chúng ta sẽ hãm cái việc đó lại, kìm cái việc đó lại. Thì chắc chắn là gì ạ? Anh em sẽ cải thiện được sớm cái tình trạng chúng ta bị xuất tinh sớm và có thể kéo dài được cái thời gian đó. Được chưa? Ngoài ra thì gì ạ? Cũng còn có rất nhiều những cái phương pháp khác để tập luyện, hay là chế độ ăn uống, sinh hoạt nên làm sao. Thì thực sự bác sĩ Huyền cũng biết được rằng gần như các anh em cũng đã tìm hiểu rất nhiều ở trên các trang mạng xã hội rồi. Để dạng nào thì chúng ta sử dụng mật ong với tỏi, hay là ăn lá hẹ với trứng này. Để dạng rồi rất nhiều những các loại cây cỏ khác có tác dụng làm gì? Làm cho bản lĩnh các anh em tăng lên, hay là chúng ta ăn hầu hay là các thứ, được chưa? Rất rất nhiều trên các trang mạng xã hội được ghi chép. Cho nên là bác sĩ Huyền sẽ không chia sẻ về những vấn đề đó. Bác sĩ Huyền sẽ chia sẻ về vấn đề tập luyện cụ thể và chi tiết như vậy để cho các anh em có thể dễ hình dung, và là cái điều mà chúng ta đang bị sai lầm và thường mắc phải, để anh em có thể chúng ta cải thiện sớm từ cái tình trạng bị xuất tinh sớm của chúng ta. Và đương nhiên là chúng ta cần có chế độ ăn uống sinh hoạt hết sức lành mạnh, là gì ạ? Chúng ta hạn chế việc uống rượu bia, đúng không ạ? Chúng ta không nên nghiện thuốc lá này. Rồi thì làm gì? Chúng ta nên ăn uống những cái thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ chiên, xào, rán, đúng không ạ? Đồ nhiều dầu mỡ, những đồ cay nóng, được chưa ạ? Đó, và ăn uống thêm những cái thực phẩm có chứa nhiều magie, được chưa ạ? Như là chuối chẳng hạn, chuối cũng rất là tốt. Tốt đối với sức khỏe sinh lý của các anh em nhé. Vâng, thì đó là những chia sẻ của bác sĩ Huyền. Và ngày hôm qua thì cũng có một anh thì có hỏi bác sĩ Huyền rằng là anh ấy để làm kéo dài cái tình trạng bị xuất tinh sớm thì đã sử dụng cái thuốc bôi và thuốc xịt gây tê tại chỗ một thời gian dài, và đến thời điểm hiện tại thì anh ấy tự nhiên cảm thấy cái dương vật khó cương cứng lên, nghĩa là đang có cái tình trạng bị rối loạn cương dương. Thì bác sĩ Huyền cũng xin chia sẻ với các anh em là cái việc mà chúng ta sử dụng các loại thuốc tây y, thuốc bôi, thuốc xịt, hay là các loại thuốc uống như bác sĩ Huyền vừa chia sẻ thì nó có thể gây ra những cái tác dụng phụ như vậy nếu như chúng ta lạm dụng. Việc mà anh ấy sử dụng trong thời gian kéo dài như vậy thì nó cũng có thể là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà bị rối loạn cương dương và dương vật khó cương cứng như hiện tại. Cho nên việc mà chúng ta sử dụng thuốc, chúng ta hãy hết sức lưu ý là chúng ta cần có sự tư vấn của y bác sĩ có chuyên môn để chúng ta có thể điều trị đúng cách, tốt, để không làm cho cái tình trạng của chúng ta bị nặng nề thêm nữa. Vâng, bác sĩ Huyền cũng biết là đây là chủ đề hết sức là khó nói, nên là các anh em thì chúng ta cũng rất là ngại để hỏi trực tiếp, đúng không ạ? Thì các anh em có thể inbox cho fanpage của trung tâm, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ Huyền thông qua Zalo là 0388 778 986, 0388 778 986. Các anh em có thể liên hệ với bác sĩ Huyền thì bác sĩ Huyền sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp và có thể hướng dẫn cho các anh em về những cái phương pháp tập luyện hiệu quả, để cũng như những cái phương pháp điều trị làm sao để cải thiện sớm, cải thiện đúng cách cái tình trạng bị xuất tinh sớm mà chúng ta đang mắc phải, để làm gì ạ? Để cho cuộc hôn nhân của chúng ta có thể đạt được đến cái hạnh phúc thực sự, và người bạn đời của chúng ta thì họ cũng có thêm được cái niềm hạnh phúc, niềm vui ở trong cuộc sống. Và cảm ơn quý vị thì đã theo dõi live stream này. Thì bác sĩ Huyền cũng mong rằng là sẽ có thêm một vài số để chia sẻ chi tiết hơn cho các anh em về vấn đề chúng ta điều trị các bệnh lý về nam khoa,
Và cũng có rất nhiều câu hỏi đã hỏi bác sĩ Huyền rằng có loại rượu thuốc gì hay là có loại thuốc gì để có thể ngâm rượu và hỗ trợ cải thiện cái tình trạng chúng ta yếu sinh lý khi mà chúng ta có tuổi hay không. Thì bác sĩ Huyền cũng mong rằng là cho số livestream sắp tới thì nếu như nhiều anh em quan tâm hơn thì chúng ta có thể chia sẻ cho nhau về những vấn đề này và có thể chia sẻ chuyên sâu hơn về vấn đề điều trị để anh em có thể hình dung được. Được chưa ạ? Vâng, cảm ơn quý vị thì đã theo dõi livestream của trung tâm cũng như của bác sĩ Huyền trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự rất cảm ơn quý vị vì sự quan tâm của quý vị. Đó chính là cái động lực và là niềm vui để cho đội ngũ y bác sĩ của trung tâm chúng tôi có thể làm được nhiều những công việc ý nghĩa hơn và chia sẻ được thật nhiều những điều hữu ích hơn đến cộng đồng xã hội. Nên nếu như quý vị chúng ta cảm thấy cái buổi livestream của chúng ta thực sự hữu ích và có thể giúp đỡ được cho nhiều người thì quý vị hãy like và chúng ta chia sẻ livestream này, và biết đâu đó sẽ có những người chúng ta có thể điều chỉnh lại được cái tình trạng chúng ta bị xuất tinh sớm thông qua livestream này chẳng hạn, vậy sao? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều.